Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các giải chi tiết từng bước một cho câu 1, câu 2, câu 3. Bây giờ qua câu 1. Chúng ta biết khi chúng ta đặt lim cho x chạy đến cộng vô cực hay trừ vô cực thì nó đều sẽ cho ra một kết quả. Đó chính là khi chúng ta chia tử và mẫu cho x bình phương. Và chúng ta biết đây là bình phương, là số chẵn. Nếu như chúng ta có mũ là bình phương như thế này hoặc là mũ số chẵn khác thì lúc nào đó cũng ra số dương. Cho nên khi chúng ta chia như thế này thì chúng ta thấy bên trái lẫn bên phải nó đều cho ra bằng m. Như vậy tìm cận ngang đó chính là y bằng m. Tuy nhiên khi chúng ta có cái cục này thì chúng ta sẽ xét các trường hợp tìm cận đứng. Đầu tiên là chúng ta biết x bình trừ 3 x cộng 2, nếu chúng ta làm nhân tử thì nó sẽ ra như thế này. Trường hợp số 1 đó chính là khi m bằng 1. Khi m bằng 1 thì chúng ta sẽ có x bình trừ 1. Mà x bình trừ 1 thì chúng ta đã biết đó chính là x trừ 1 và x cộng 1. Khi chúng ta rút gọn x trừ 1, x trừ 1 thì chúng ta sẽ còn lại x cộng 1 chia cho x trừ 2. Thì trong trường hợp này chúng ta chỉ có một tìm cận đứng và một tìm cận ngang. Tìm cận đứng ở đây đó chính là x bằng 2, và tìm cận ngang thì đó chính là y bằng 1. Tại vì khi mình đặt m bằng 1 thì cái này cũng bằng 1 luôn. Cho nên chúng ta chỉ có một tìm cận đứng và một tìm cận ngang. Trường hợp thứ hai đó là m khác 1. Khi m khác 1 thì chúng ta sẽ có như thế này. Thì lúc đó chúng ta sẽ có hai tìm cận đứng và một tìm cận ngang. Thì đó chính là x bằng 1, x bằng 2 và một tìm cận ngang. Đó chính là y bằng m. Chúng ta không có trường hợp trừ 2, tại vì sao? M nó dính vào x thì nó chỉ thay đổi giá trị của x, nhưng cái vị trí trừ 1 này nè và số 1 này nó không ảnh hưởng để chia cho số trừ 2. Đó lý do tại sao chúng ta chỉ có x trừ 1 thôi. Sau khi chúng ta có vị trí này, chúng ta sẽ đi qua vị trí này. Thì trong trường hợp này, chúng ta cũng đi tìm giới hạn của nó luôn. Đó chính là x chạy đến cộng vô cực. Thì chúng ta chia tử và mẫu cho x. Thì khi đó chúng ta sẽ có m tương tự cho trừ vô cực luôn, cũng làm y chang vậy. Như vậy mình để cộng và trừ vô chung một cục. Như vậy chúng ta sẽ có tìm cận ngang y bằng m. Sau đó chúng ta xét hai trường hợp. Trường hợp số 1 đó chính là m bằng 1. Khi m bằng 1, chúng ta sẽ có x cộng 1 chia cho x cộng 1.
Như vậy chúng ta sẽ có một, như vậy chỉ có một tiệm cận ngang, đó chính là y bằng 1. Trường hợp 2, khi m khác 1, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có y bằng cục này, thì lúc đó chúng ta sẽ có tiệm cận ngang, đó chính là y bằng m, và tiệm cận đứng đó chính là x bằng trừ m. Tiếp tục câu cuối cùng, chúng ta thấy ở trên là x, ở dưới là x bình phương. Như vậy khi chúng ta cho x tiến đến cộng vô cực hay trừ vô cực, nó ra bằng 0, vì số mũ ở dưới cao hơn số mũ trên. Như vậy, sau khi chúng ta tính được giá trị này, chúng ta sẽ xét các trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi m bằng số 3. Trong trường hợp m bằng số 3, thì nó sẽ ra như thế này. Thì khi đó x trừ 1, x trừ 1 thì chiêu, thì chúng ta 1 chia cho x trừ 3. Như vậy chúng ta sẽ có tiệm cận ngang, đó là y bằng 1, y bằng 0, và tiệm cận đứng chúng ta có x bằng 3. Như vậy là không, như vậy chúng ta chỉ có hai cái đường tiệm cận thôi. Nhưng mà trường hợp 2, khi m khác 3, thì trong trường hợp này chúng ta có cái cục này. Như vậy chúng ta sẽ xét delta của cái cục dưới này, mình cho bằng 0 để đi tìm cái đường tiệm cận đứng nha. Thì trường hợp thứ nhất, nếu delta là số âm, thì khi đó chúng ta có b bình phương trừ 4 lần ac, b là trừ 4, a là số 1, c là m. Như vậy chúng ta sẽ có là 16 trừ 4 m. Nếu số này là 16 trừ 4 m nhỏ hơn 0, thì khi đó chúng ta sẽ có m lớn hơn 0, m lớn hơn 4 chứ. Khi m lớn hơn 4 thì chúng ta sẽ không có nghiệm của cái cục này. Như vậy chúng ta chỉ có một tiệm cận ngang, đó chính là y bằng 0. Tiếp tục, khi delta bằng 0, thì lúc này m bằng 4. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có một tiệm cận ngang và một tiệm cận đứng. Thì đó chính là x bằng 2. Còn trường hợp tiếp theo, khi delta lớn hơn 0, thì có nghĩa là trong trường hợp này m nhỏ hơn 4. Và chúng ta sẽ loại đi cái trường hợp m khác 3 nha. Không, tại vì m bằng 3 thì nó nằm ở trong cái cục này rồi. Thì nếu vậy mình loại cái cục m khác 3 nha. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có một tiệm cận ngang và hai tiệm cận đứng. Và đây chính là cách giải từng bước một. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.